Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo không khuyến khích thi thử Trung học phổ thông quốc gia 2017. Hàng nóng tràn ngập trên mạng, nhẫn nhơ chào hàng. Bà Rịa Vũng Tàu bắt đối tượng giết vợ rồi phi tang. Tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Thưa quý vị, chưa đầy 2 tháng nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Để tránh gây tâm lý hoang mang cho các thí sinh, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường không tổ chức thi thử nhằm tránh trường hợp đề thi không bám sát mà học sinh lại chủ quan không ôn tập. Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bùi Văn Ga tại buổi làm việc với hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 vào ngày 12 tháng 5. Theo Thứ trưởng, ngày 14 tháng 5, Bộ sẽ công bố đề thi tham khảo và khuyến khích các trường không nên tổ chức thi thử cho học sinh nhằm tránh đề thi không bám sát, dẫn đến các em chủ quan nghĩ rằng đề cũng giống như thi thử. Bộ yêu cầu các trường ôn tập theo sát bộ đề mẫu sắp được công bố tới đây. Các sở cũng có thể dựa vào đây để tính toán về văn phòng phẩm, máy móc, co cười cho phù hợp. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ đề thi Minh họa sẽ có 5 bộ đề tương ứng với 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, nhằm giúp các sở giáo dục cũng như thí sinh làm quen với định dạng đề thi, phương thức thi. Cũng theo Thứ trưởng, năm nay nhìn chung kỳ thi bắt đầu vào khuôn mẫu sau 3 năm tiến hành kỳ thi đổi mới này. Những năm sau, các trường cũng sẽ tiếp tục dựa vào khuôn mẫu như vậy để tiến hành kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thưa quý vị, luật cạnh tranh hiện hành đang bộc lộ rõ những điểm không còn phù hợp. Do đó, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các chuyên gia đánh giá cao tính cần thiết của việc ban hành luật cạnh tranh sửa đổi trong bối cảnh hướng tới xây dựng nền kinh tế thể chế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như trước tình hình hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra sâu và rộng như gần đây. Theo nghiên cứu đánh giá của các cơ quan thực thi, luật cạnh tranh hiện hành đang bộc lộ rõ những điểm không còn phù hợp, như việc xác định thế nào là một doanh nghiệp có vi phạm quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh vẫn còn gây tranh cãi. Luật vẫn tồn tại hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền, tập trung kinh tế phụ thuộc nhiều vào yếu tố thị phần của doanh nghiệp trên thị trường liên quan. Trong thời gian qua thì việc thực thi luật cạnh tranh trong 12 năm qua thì có thể nói là chúng ta chưa đạt được những cái điều này, và cái hiệu quả của thực thi thì còn bị thấp, không đáp ứng được những cái kỳ vọng, những cái mục tiêu của chúng ta. Trước thực trạng này, dự thảo luật cạnh tranh sửa đổi cần được xây dựng trên cơ sở và định hướng bảo vệ môi trường cạnh tranh và hoạt động cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trên thị trường. Thông qua đó, tăng cường hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý. Những ngày qua tại khu vực đội 3 thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cá tự nhiên chết bất thường, kèm theo lúa của người dân cũng bị cháy và lép hạt. Điều này khiến cho người dân nơi đây vô cùng hoang mang và lo lắng. Cá chết nằm rải rác tại khu vực ruộng bỏ hoang của người dân đội 3 thôn Hà Thanh. Điều đáng nói là tình trạng này không phải xảy ra lần đầu. Còn đây là đường ống xả thải của khu công nghiệp Quán Ngang. Nước thải chảy trực tiếp vào ruộng lúa của người dân. Mấy năm trước là khô hạn mà một lần gieo cấy là phải bơm nước. Hơn 2 năm nay là nước dưới chân ruộng khi mà còn nước cũng khô hạn, mà còn hôi mà sụt bùn nữa. Nhiều ruộng lúa của người dân xung quanh đều bị cháy hết. Hiện tại, tỉnh Quảng Trị đang đầu tư một đường ống xả thải từ khu công nghiệp Quán Ngang ra cả ba sông Gia Độ, và công trình đang trong giai đoạn hoàn thành. Thiết kỷ các ngành chức năng ở tỉnh Quảng Trị cần làm rõ nguyên nhân vì sao xảy ra hiện tượng trên và tìm cách khắc phục để người dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt. Thưa quý vị, đối với vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, được cung cấp nước sạch sinh hoạt là niềm vui của người dân. Thế nhưng chuyện thật tưởng như đùa, gần một tháng qua, người dân xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận lại dùng nước bẩn do nhà máy nước sạch cung cấp vì có nước sạch nhưng không dám dùng vì nguồn nước ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Gần một tháng nay, nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Nhị Hà thường bị dẫn đục và có mùi khó chịu. Để có nước dùng cho sinh hoạt, người dân phải lấy nước cho vào xô, sau đó dùng bột lọc nước pha vào để cho nước lắng xuống mới có thể dùng, hoặc phải xả nước vào bể chứa vài ngày, sau đó chờ nước lắng xuống mới có thể dùng để tắm giặt. Vì nếu dùng nước trực tiếp để tắm giặt thì ngay cả người lớn cũng bị nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy. Cũng sợ cho đâu dám nấu đâu, mình phải lọc đồ chứ. Chứ còn không là thôi nó dơ lắm, không có thể mà nấu được.
tắm mà nó cũng ngứa nữa. Ngay khi xảy ra hiện tượng nguồn nước bị ô nhiễm, Ủy ban nhân dân xã Nhị Hà đã làm việc với đơn vị cung cấp nước để xử lý. Nhưng gần một tháng trôi qua, người dân xã Nhị Hà vẫn phải dùng nước bẩn. Trước nguồn nước bị ô nhiễm ở xã Nhị Hà, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cần sớm khắc phục tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm và có chính sách khấu trừ giá nước một cách hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tháng 3 năm 2012, tỉnh Đồng Nai quyết định di dời gần 480 cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, khu dân cư tập trung. Năm 2016 qua đi, mục tiêu trên vẫn không đạt. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 sẽ hoàn thành. Thời hạn đã có, nhưng do thiếu cơ chế hỗ trợ, chế tài không đủ mạnh, nên mục tiêu này có thực hiện được hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết, Đồng Nai chia cơ sở gây ô nhiễm phải di dời thành 4 nhóm. Nhóm 1 là doanh nghiệp gốm sứ, nhóm 2 gồm các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, nhóm 3 là doanh nghiệp có quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhóm 4 gồm những cơ sở có quy mô bản cam kết bảo vệ môi trường. Đến thời điểm này, tất cả các doanh nghiệp gốm sứ Mỹ Nghệ vẫn đang hoạt động tại địa điểm cũ. Riêng công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, với nhà máy có quy mô lớn tại khu phố 3 phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa. Theo người dân sống bên nhà máy, gần 10 năm qua họ phải sống chung với ô nhiễm môi trường, nhưng hiện công ty vẫn chưa di dời theo chủ trương. Chủ trương và chính sách của Đồng Nai là phải di dời ra bên ngoài để làm sao bảo đảm cái môi trường nó phát triển bền vững. Nếu mà trường hợp tất cả các cái giải pháp đồng bộ mà các doanh nghiệp chây ì mà không chấp hành thì đương nhiên tỉnh cũng có những cái giải pháp mạnh tay yêu cầu có thể là tạm dừng hoặc là đóng cửa các cái cơ sở này. Để đẩy nhanh tiến độ di dời, Đồng Nai sẽ đưa ra cơ chế hỗ trợ về vốn, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, từ đó làm tiền đề để họ tự nguyện chuyển đi. Trường hợp cơ sở cố tình không thực hiện, tỉnh sẽ có những giải pháp mạnh. Thưa quý vị, trời nắng thì bụi mù, trời mưa thì bùn lầy và tình trạng giao thông mất an toàn là những gì mà người dân phải hứng chịu khi phải đi lại và sinh sống dọc tuyến đường tỉnh lộ 3 Khánh Hòa. Và điều đáng nói hơn nữa là tuyến đường này hiện đã bị xuống cấp nghiêm trọng do phải chịu áp lực quá lớn từ các xe tải nặng chở đất đá thường xuyên lưu thông. Đá tảng, khúc cây hoặc bất cứ thứ gì có thể ngăn được xe tải lưu thông thì các hộ dân sống ven tỉnh lộ 3 đều để ra đường. Dù biết đây là hành động tiêu cực nhưng họ vẫn buộc phải làm để buộc các xe tải trên đường chạy chậm lại, giảm bớt bụi đất bốc lên. Sống ở khu vực này nhiều năm nay, bà Phan Thị Thu không khỏi bức xúc vì tình trạng ô nhiễm cứ kéo dài mãi như thế. Đến bữa cơm còn không ăn được, nói gì đến những lo ngại cho sức khỏe về sau. Không có cái chỗ nào mà bụi bằng cái chỗ này hết á. Bụi mà đến nổi cơm rồi mà tôi nói bữa ăn được bữa không. Bụi lên một cái là coi như nó lên cái nồi cái tô canh luôn, đâu có ăn được đâu. Nắng thì bụi, nhưng mưa thì ngay lập tức con đường đã trở nên sình lầy với nhiều ổ gà ổ voi xuất hiện trên đường. Đi đường này xấu, xe tải nhiều, trời nắng thì bụi, còn trời mưa thì dơ, có nhiều bụi lầy, con đi trên đường thì cũng sợ. Đường tỉnh lộ 3 có chiều dài gần 13 km, từ Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, cho đến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Trước đây, tuyến đường được đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài, với bề ngang mặt đường cấp phối láng nhựa 3,5 m, nền đường 6,5 m. Thế nhưng đã nhiều năm nay, đường tỉnh lộ chủ yếu phục vụ cho các dự án xây dựng ở khu vực phía Tây Lê Hồng Phong. Các loại xe tải trọng lớn không ngừng cày xới cả ngày lẫn đêm, nên con đường đã bị xuống cấp hoàn toàn, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Thưa quý vị, hiện nay mặc dù đã có đầy đủ các quy định chế tài về các loại dụng cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ nguy hiểm như súng điện, bình xịt hơi cay, dao, kiếm. Tuy nhiên, các loại hàng nóng này lại đang nhẫn nhơ chào hàng, quảng cáo, trao bán rầm rộ trên mạng xã hội. Đây chính là mầm móng đe dọa đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bất chấp mức độ nguy hiểm, các loại đồ chơi này lại được rao bán trên mạng rất rầm rộ. Chỉ với từ khóa mua mã tấu, kiếm nhật, bình xịt hơi cay từ trên mạng xã hội đã cho kết quả hàng trăm địa điểm bán mặt hàng này tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói, bất kể là các loại đao kiếm nhật, mã tấu, các loại đao kiếm hay súng điện, bình xịt hơi cay, chỉ cần khách hàng có nhu cầu là có, với giá dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Bên anh có bán bình xịt hơi cay không? Có đầy đủ, nhưng mà mình xịt hơi cay thì loại 250, 300, 400 nữa, đủ rồi á. À, còn mấy cái đào cánh bướm á, nó có giống trong hình không anh? Dạ, y chang vậy luôn, đó chụp lại mà, lấy mạng đó. Đấy, nó có mấy mẫu trên mẫu trên mạng đó, sao là nó có bên chuỗi cô vậy đó. Em thấy có mấy loại dao găm với dao lê đồ á, là mình bán sao anh? Găm mình lấy, giá kẻ thì nói, con giá kẻ đó, tham khảo đi, được cái nào bác là mình biết, ở dao tặng
Hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, xử phạt hành vi này từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho mỗi hành vi. Xử phạt hành chính từ 70 đến 100 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo. Nếu đã bị xử lý hành chính về việc này hoặc đã bị kết án về hành vi này mà còn tiếp tục vi phạm thì có thể bị xử lý hình sự. Liên quan đến vụ việc này, mới đây, cơ quan điều tra công an vừa mới bắt 4 đối tượng thu hàng trăm loại hàng đóng, cũng bằng cách trao bán qua hai trang mạng xã hội là Facebook và Zalo. Các đối tượng này khai nhận đã cung cấp hàng trăm đồ chơi giang hồ cho nhiều người có nhu cầu. Thiết kỷ cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp kịp thời để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm trên để đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, dâu tây Đà Lạt vốn được nhiều người ưa chuộng. Nhưng thời gian gần đây, một loại cây cùng họ dâu cũng đem lại hiệu quả về kinh tế không kém. Ngoài ra, quả của cây trồng này còn có giá trị cao về chức năng khi có tác dụng chữa được nhiều bệnh. Đó chính là cây dâu tằm, loài cây đang được nhiều người biết đến và dần được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Trung bình 100 mét vuông có thể trồng được hơn 100 gốc dâu, cây rất dễ chăm sóc và thu hoạch. Một năm, dâu tằm có 2 đợt thu hoạch. Trung bình người nông dân thu được khoảng 45 triệu đồng trên 100 gốc dâu. Hiện tại, giá mua từng vườn lên đến hơn 8.000 đồng 1 kg. Đây là vườn dâu tằm hộ bà Phan Thị Lai, huyện Đức Trọng. Cây trồng này đã giúp gia đình bà Lai cải thiện được kinh tế trong nhiều năm qua. Mà cái cây dâu tằm này đặc biệt là không cần phải bảo xịt thuốc bảo vệ thực vật, vì như con sâu nó không có ăn cái lá dâu tằm này, cho nên nó không phải xịt thuốc sâu. Mình chỉ có chăm bón phân với nước tưới thôi. Là nó ra quả theo mùa vậy, là mình bỏ phân với lại tưới nước, chăm sóc theo đầy đủ phân nước là được, chứ không cần phải thuốc. Quả châu tầm ăn vào có vị ngọt chua, rất thích hợp để làm thực phẩm giải khát. Ngoài ra, còn được dùng làm thuốc chữa bệnh. Dâu cũng được tận dụng làm rượu vang, kẹo dâu. Lá sau khi bẻ có thể làm thức ăn nuôi tầm. Chính những ưu việt mà loại cây trồng này mang lại, dâu tằm dần được thị trường đón nhận, giúp địa phương phát triển từ loại cây có giá trị lớn này. Tiếp theo chương trình là phần tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trung Hoàng, 38 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Phan Thị Thuận, vợ của Hoàng, cùng trú tại địa chỉ trên. Trước đó, ngày 14 tháng 3, người thân của nạn nhân đến Công an huyện Đất Đỏ trình báo chị Thuận đã mất tích và nghi vấn bị giết. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh triệu tập Nguyễn Trung Hoàng để làm rõ nội dung vụ việc. Tại buổi làm việc với cơ quan công an ngày 10 tháng 5, Hoàng khai cách đây khoảng 4-5 năm, do mâu thuẫn vợ chồng, Hoàng đã có hành vi dùng cây tràm đánh vào đầu chị Thuận, làm nạn nhân tử vong. Sợ bị phát hiện, Hoàng đã đục bồn cầu cho xác chị Thuận xuống hầm cầu ngay trong nhà của vợ chồng Hoàng. Ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị liên quan đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Trung Hoàng. Sau khi khai quật hầm cầu dưới nhà vệ sinh trong nhà Hoàng, lực lượng chức năng phát hiện dưới hầm cầu có một bộ xương người, một dao Thái Lan, một liềm sắt và một số tang vật khác. Bộ xương người đã bị phân hủy hoàn toàn, xương sọ bị vỡ nhiều mảnh, có dấu hiệu băm chém. Hiện cơ quan công an đã thu giữ mẫu vật phục vụ giám định ADN để phục vụ công tác điều tra. Ngày 13 tháng 5, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng Lê Hùng Cường, sinh năm 1996 và Phan Văn Lộc, sinh năm 1998, cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, đêm ngày 8 tháng 12 năm 2016, anh Nguyễn Thúy Trường cùng bạn gái đi xe máy đến khu vực thuộc khu 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một để trò chuyện. Tại đây, anh Trường cùng bạn gái bị hai thanh niên dùng dao khống chế, đánh gây thương tích, sau đó cướp xe, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau một thời gian điều tra đến ngày 12 tháng 5 năm 2017, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Dầu Một đã bắt giữ được hai đối tượng này tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tại Thanh Hóa, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển 1,6 tấn thực phẩm bẩn. Tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 43C13267, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn nội tạng heo được ướp lạnh trong các thùng xốp. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Ngọc Giàu, sinh năm 1972, thường trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số nội tạng trên. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ 1,6 tấn thực phẩm bẩn trên cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền. Cuối chương
chương trình như thường lệ là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, theo thống kê năm 2016, trên toàn quốc đã xảy ra 7.981 vụ tai nạn lao động, làm 8.251 người bị nạn. Việc tồn tại những nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động có cả ở nguyên nhân khách quan, chủ quan từ phía người sử dụng lao động, người lao động và đặc biệt là những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của chương trình để hiểu rõ hơn những vấn đề trên. Thực tế, nhiều đơn vị doanh nghiệp sản xuất lớn đã có nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo vệ sinh an toàn lao động đối với sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, cố gắng cải thiện được môi trường lao động, đầu tư trang thiết bị, bảo hộ, quan tâm đến sức khỏe cho người lao động. Thế nhưng, chính lực lượng công nhân lao động lại chủ quan, thiếu ý thức tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân. Đây là kịch lý diễn ra phổ biến ở nhiều doanh nghiệp. Làm việc ở doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm liên quan đến hóa chất, nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nghề nghiệp, nhưng phần lớn công nhân lao động ở công ty cổ phần sinh hóa Nam Định đều không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Nhiều khi là hôm nào mà làm nó, công việc nó nóng bức quá thì cũng bỏ ra một lúc. Tại các doanh nghiệp lớn, được quan tâm đến an toàn lao động đã vậy. Còn ở các doanh nghiệp quy mô sản xuất nhỏ, thì thực trạng mất vệ sinh an toàn lao động còn đáng lo ngại hơn gấp nhiều lần. Như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Triền Bay ở xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, thành lập và hoạt động đã gần 10 năm. Nhưng khi đoàn kiểm tra đến thị sát thực tế hoạt động sản xuất ở đơn vị này, thì doanh nghiệp gần như không đảm bảo được tiêu chí nào về an toàn vệ sinh lao động. Hiện nay thì các cái chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có cái quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp của các doanh nghiệp thì còn là thấp. Công tác kiểm tra giám sát hiện nay cũng còn rất hạn chế. Mỗi năm, những đợt kiểm tra có quy mô và bài bản như thế này cũng chỉ có thể kiểm tra được vài chục đơn vị doanh nghiệp, trong khi số lượng doanh nghiệp lên đến hàng nghìn. Và nếu như có phát hiện vi phạm thì chế tài xử lý lại chưa đủ sức răn đe. Những khó khăn bất cập và thực trạng nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn vệ sinh lao động đã, đang và tiếp tục là vấn đề nan giải đối với cơ quan quản lý nhà nước. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Xuất khẩu rau quả đạt 1 tỷ đô la Mỹ trong 4 tháng đầu năm. Quảng Ngãi, hàng loạt công trình dịch vụ tiền tỷ bỏ hoang tại khu kinh tế Dung Quốc. Thừa Thiên Huế phá chuyên án bắt gia đình mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Khó xử lý sai phạm trong sử dụng đất.